Xin chào ông. Thưa ông, tiểu đoàn 77 của mình nổi tiếng với cách đánh nửa góc và đã bắn hạ 4 chiếc B-52. Vậy thì cách đánh này thì có điều gì đặc biệt và phát huy hiệu quả như thế nào trong trận địa chèm của mình ạ? Tiểu đoàn 77 trong chiến tranh phá hoại là bắn rơi 25 máy bay, trong đó có 20 chiếc rơi tại chỗ đều bằng phương pháp vượt nửa góc. Mà phương pháp vượt nửa góc là phải nhìn thấy mục tiêu, mà nhìn thấy mục tiêu rất sáng đấy. Trong cái đánh B-52, tiểu đoàn cũng phát huy cái truyền thống và cái sở trường của tiểu đoàn 77, cũng toàn đánh bằng phương pháp vượt nửa góc. Riêng chỉ có đêm 18 tháng 12, cái đêm đầu tiên ấy, thì cái trận đầu tiên mình chưa va với B-52 bao giờ. Mà thực sự ra cái phân biệt giữa nhiễu B-52 và các loại nhiễu khác cũng chưa được. Thế cho nên phải đánh bằng phương pháp 3 điểm. Chứ còn từ trận thứ hai trở đi, hiểu được tính năng kỹ chiến thuật của B-52. Thế thì vậy cho tiểu đoàn 77 là bám sát được giải nhiễu của B-52 từ xa vào đến cự ly nhất định. Thì tiểu đoàn 77 là phát sóng. Phát sóng khi bắt được tín hiệu của B-52 rất rõ, rõ và sáng. Thế cho nên là bắn bằng phương pháp vượt nửa góc rất có hiệu quả. Coi như là xác suất của bắn vượt nửa góc mà 3 màn tự động là coi như gần xác suất là 98% là phải. Thế còn toàn bộ cái 12 ngày đêm ấy, tiểu đoàn 77 đã bắn 18 trận, trong đó có 14 trận là bắt được mục tiêu và 10 trận coi như là cả 3 màn đều bám sát tự động. Cái hiệu quả chiến đấu là rất cao mà lại tiết kiệm đạn đạn, và cái đó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng mà tiểu đoàn 77 lập được những chiến công như thế. Cảm ơn ông.